Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu như anh em nào mà mới đến kênh hoặc là chưa đăng ký thì mọi người hãy ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team Bang Bang của mình. Ok, thì trong những video trước mình đã có một chuỗi series video nói về cái tựa game Titan Hunter. Thì qua cái chuỗi series video đó thì anh em đã biết được là cách để chúng ta tạo tài khoản này, liên kết ví này, cách để chúng ta kiếm tiền trong game như thế nào cách để chúng ta rút tiền từ game về như thế nào đúng ạ thì đó là những cái kiến thức rất là cơ bản để mọi người bắt đầu cái tựa game tay tiền hunter thì trong cái video này thì mình sẽ muốn chia sẻ một cái video mà nó sâu hơn nữa kỹ hơn nữa về cái tay tiền hunter đó chính là cái chủ đề thì game lấy tiền ở đâu ra để trả cho người dùng trả cho người chơi đúng không anh em và cái mô hình kinh tế của trong game nào ok thì chúng ta cũng bắt đầu nhé đầu tiên thì cái tựa game tay tiền hunter này là một cái tựa game nhập vai trên thiết bị di động thì ở đây sẽ có hai mô hình chính của cái Titan Hunter đầu tiên đó chính là free to play tức là anh em hoàn toàn có thể chơi free được hoàn toàn chơi miễn phí chúng ta chỉ cần lên à, Google Play của Android hoặc là App Store của iOS đúng không để chúng ta tải game về và chúng ta chơi thôi cái thứ hai là cái mô hình investor thì investor này là chúng ta bắt buộc phải đầu tư thì chúng ta mới có thể là kiếm tiền từ tự game này được về free to play thì game sẽ hướng đến đối tượng là những người dùng chơi game truyền thống. Còn về investor là game sẽ hướng đến đối tượng là những người dùng chơi game blockchain, game crypto. Nó rất rõ ràng và rất là minh bạch luôn. Thì cả hai cái đối tượng chơi game này thì đều sẽ được trải nghiệm cái tựa game Titan Hunter này có lối chơi cực kỳ rất là hấp dẫn và thu hút. Nếu anh em nào đang chơi tựa game này rồi thì anh em sẽ hình dung rất rõ cái điều này đúng không ạ? OK, đi vào phần nội dung chính của video này, đó chính là mô hình kinh tế của trong game Titan Hunter như thế nào và họ lấy tiền ở đâu ra để chi trả cho người dùng, trả cho người chơi đúng không? Ok anh em, thì đầu tiên thì nói về mô hình kinh tế thì anh em sẽ quan tâm đến ba yếu tố như sau. Đầu tiên đó chính là doanh thu. Thứ hai đó chính là chi phí. Cái thứ ba đó chính là lợi nhuận đúng không ạ? Ok. Đầu tiên là doanh thu đúng không? Thì doanh thu của game Titan Hunter sẽ đến từ đâu? Thì uh, Titan Hunter sẽ có các cái nguồn doanh thu như sau. Đầu tiên là việc họ sẽ thu được Tita từ việc là summon tức là mở bóc thì đây sẽ có ba loại box khác nhau đầu tiên là immortal box là sẽ là 1.800 titan này đó cái thứ hai là radiant box thì sẽ là 3.000 titan và cái bốc thứ ba là infinity box thì sẽ là 4.200 titan đó là cái doanh thu đầu tiên cái danh thu thứ hai là titan từ cái việc chúng ta audit các vật phẩm non nft thành vật phẩm nft thì giả sử nhé. Thì đây là mình có một khẩu súng, mình muốn audit lên thì mình sẽ ấn vào audit này. Thì doanh thu tita từ cái việc audit cái vật phẩm này thì sẽ là nó sẽ có các cái vật phẩm như sau. Sẽ cần 400 tita để audit vật phẩm common từ 5 empty lên empty này. Rare là 2 sao sẽ là 800 tita. Elite 3 sao là 1600 tita. Epic 4 sao là 3200 tita và Heroic 5 sao là 6.400 Tita nó cứ gấp đôi gấp đôi lên như vậy đó là nguồn doanh thu thứ hai thì nguồn doanh thu thứ ba chính là họ mới mở cái cơ chế gần đây là họ sẽ doanh thu lấy từ sẽ thu BWD từ việc audit vật phẩm non NFT lên NFT tức là ngoài Tita thì họ sẽ dùng cả BWD nữa để audit vật phẩm non NFT lên NFT thì giá nó sẽ quy đổi tương tự từ 400 Tita 800 Tita 1600 600 Tita ra bao nhiêu đi BUSD đấy đúng không? Thì giả sử ví dụ đây là 800 ETH chẳng hạn thì sẽ ra là khoảng 35 đô giá hiện tại, 35 BUSD giá hiện tại để audit một phẩm. À, đây là một phẩm 2 sao re Nguồn danh thu thứ tư chính là cái cash tức là tiền mặt từ cái việc mà chúng ta mua vàng, mua gem. Ở đây là chúng ta mua các vàng gem này thì sẽ giá bao nhiêu đô, bao nhiêu đô la, bao nhiêu tiền đó thì sẽ là nguồn doanh thu cuối cùng. Thì đây là cái mạng mà liên quan đến doanh thu về truyền thống rồi là game truyền thống luôn ở đây thì Titan họ làm rất là hay là họ vừa có doanh thu truyền thống và vừa có doanh thu từ game blockchain game crypto phần tiếp theo chính là chi phí trả thưởng trong game như thế nào thì hiện tại mỗi ngày tiền Hunter sẽ cho chúng ta claim một lần và sẽ là random trong 24 giờ ví dụ là buổi chiều claim này hoặc buổi tối claim thì thời gian sẽ random thì việc chúng ta là phải canh canh cái pool trả thưởng để chúng ta có thể claim rút token tita về có thể bán ra tiền được đúng không chúng ta vào phần claim này và chúng ta claim rồi ấn withdraw là được là khi mà chúng ta withdraw và confirm trên ví metamask hoặc ví coin 98 wallet thì chúng ta sẽ rút được token về và chúng ta phải canh thời gian để chúng ta rút nhá và cũng khi mà rút chúng ta sẽ cần phí rút càng ít token thì phí càng cao và càng nhiều token thì phí càng ít để cơ chế tránh là mọi người rút nhiều và xả nhiều dẫn đến là ảnh hưởng đến giá của token tita đúng không thì cái vấn đề ở đây đó chính là cái lợi nhuận đúng không? Thì lợi nhuận công thức của lợi nhuận sẽ chính bằng doanh thu trừ đi chi phí, tức là doanh thu đầu vào trừ đi chi phí đầu ra thì sẽ ra lợi nhuận. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là Titan tư đang làm cái bài toán anh như thế nào. Thì đây mình cũng tìm được cái ví. Đây là cái ví mà à, doanh thu đầu vào của Tita. Doanh thu đầu vào của Tita bằng token Tita luôn là dùng để audit các vật phẩm NFT hoặc là dùng để à, mở bóc đó, mở bóc, mở bóc summon cũng là Tita cũng thu về cái ví này hết và hàng ngày cũng có doanh thu từ Tita chúng ta có thể xem và cái thứ hai là cái đầu ra là doanh thu à, đầu ra chính là cái chi phí mà chúng tay tuần cho clip hàng ngày đúng không ví dụ ngày hôm qua này, ngày 30 tháng 5 này thì là sẽ có hai pool một pool người cũ và một pool người mới thì tổng hai pool này là à, 1 triệu 2 này 1 triệu 2 token Tita một pool 500 000 và một pool là 700 000 thì 1 triệu 2 đúng không và doanh thu đầu vào của họ là khoảng 1 triệu đây, 1 triệu 3 token Tita đây. Và ngoài ra còn có cả BUSD nữa. Thì hiện tại họ cũng cân bằng cái giá khá là tốt trong game. Và khi nào mà có hiện tượng mà lạm phát đúng không? Hiện tượng mà ơn nhiều trong game quá thì họ sẽ... Cái ngày đó thì họ sẽ cho claim rất là nhiều token luôn. Và chắc chắn là ngày đó thì giá sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà chúng ta claim nhiều như vậy thì sẽ có lượng xả. Ok, đó chính là cái phần giải quyết cái phần bài toán doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Cái phần tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là chính cái phần lạm phát trong game thì à, đang trong game ý, kể cả game truyền thống hay là game blockchain thì đều có cái hiện tượng là lạm phát và các nhà phát triển game rất là đau đầu, đầu về cái lạm phát này thì đặc biệt là trong game play to earn thì cái lạm phát nó càng khó khăn kiểm soát nó càng khó hơn rất là nhiều bởi vì liên quan đến kinh tế đúng không thì à, đối với Titan Hunter thì lạm phát ở đây chính là họ sẽ phải kiềm chế được cái nguồn cung cầu tức là đầu ra và đầu vào cái tita của game làm sao nó cân bằng để giá nó đi sideways và còn có rất nhiều tính năng hay đang được phát triển của game Titan Hunter nữa Và cái gọi là cái mục đích của họ cũng là muốn đi long term, đi đường dài Ok, thì Titan Hunter cái kiểm lạm phát của nó như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé Thì đầu tiên là anh em biết là chơi game là chúng ta cái mục đích cuối cùng Khi mà chơi game mà ơn đấy nhé Mình không nói về phần giải trí, mình sẽ nói về phần ơn này Phần ơn thì cái mục đích cuối cùng là chúng ta sẽ kiếm ra cái token Tita đúng không? Thì làm sao để kiếm ra được nhiều token Tita nhất? Thì đây là chúng ta sẽ chơi game và gặp Boss Legendary nhiều nhất. Thì khi mà gặp nhiều Boss Legendary thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều Tita. Khi mà nhiều người cùng kiếm được nhiều Tita đó thì sẽ nhiều người claim. Claim như thế thì sẽ dẫn đến là có rất nhiều lượng Tita được kiểu là được lưu thông ra ngoài thị trường. Và khi mà claim được nhiều Tita đó thì sẽ có áp lực bán từ những người mà đã chơi game kiếm được Tita. Và như thế thì dẫn đến giá phải giảm như thế họ sẽ phải giải quyết rất giải quyết rất tốt cái bài toán cân bằng à, trong game giữa doanh thu và chi phí để làm sao để có thể là cân đối được và tránh cái hiện tượng là bị giá giảm rất là nhiều trong thời gian vừa rồi bởi vì lượng user hiện tại cũng rất là đông rồi và họ phải làm rất tốt cái bài toán này chúng ta cùng theo dõi nhé một cái phần nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là cái phần về scam hack cheat trong cái game này thì đặc biệt là hầu như game ấy thì đều có hiện tượng này đúng không mà đặc biệt với tay từ hunter thì hiện tượng này cũng khá là phổ biến thì đầu tiên là cái hiện tượng dùng tool để chơi game thì hiện tại thì có rất nhiều bên đang dùng tool để chơi game để họ tìm ra được nhiều cái vật phẩm nhiều cái gear nhiều cái trang bị mà xịn ấy thì họ sẽ audit NFT đúng không thì như thế họ đang dùng tool cái nguy cơ thứ hai là khi mà chúng ta sẽ bị scam tức là mua bán mua bán các cái tài khoản bởi vì hiện tại là có rất nhiều các bạn sẽ giao bán những tài khoản mà có rèn à, được ra súng này súng 2 sao súng 3 sao này thì mọi người sẽ mua khi mà cái tài khoản đấy chưa liên kết ví thì nó cũng rất nguy hiểm thứ nhất là liên quan đến scam này. khi các bạn mà giao dịch không qua trung gian như thế thì nó rất là nguy hiểm cái thứ hai là khi mà các bạn mà mua cái tài khoản thế bạn không biết được nguồn gốc tài khoản như nào họ có dùng tool để chơi hay không thì dẫn đến là các bạn dễ bị ban cái tài khoản bởi vì tay tính tư sẽ nằm cầm đằng chuôi tức là họ sẽ cầm đằng chuôi và khi chúng ta cái tài khoản này có vấn đề là họ sẽ cho vào blacklist cho vào danh sách đen và họ sẽ ban cái tài khoản của mọi người luôn và mọi người sẽ mất trắng luôn thì như thế rất là nguy hiểm thì anh em đặc biệt lưu ý các cái vấn đề về scam này hack và cheat trong game Titan Hunter. Ok anh em, thì vậy là trong video này thì mọi người đã cùng mình tìm hiểu về cái mô hình kinh tế trong game Titan Hunter này. Họ sẽ lấy tiền ở đâu ra để trả cho người dùng và những cái vấn đề về lạm phát trong game, những vấn đề về scam hack cheat trong game như thế nào. Thì rất mong là video này sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực từ mọi người và sự đồng hành và ủng hộ cùng Bang, Bang Gaming. Thì nếu anh em nào có bất cứ khó khăn hay vướng mắc hay phần nào chưa hiểu thì mọi người cứ À, mạnh dạn comment dưới video nhé, thì mình biết thì mình sẽ trả lời mọi người ngay lập tức. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn mọi người trong video tiếp theo.